style. I know style. Hai chiều trung tâm thương mại Bắc Sơn tại Sài Gòn Tourist Plaza. Tin hấp dẫn cho những ai thích săn hàng sành điệu. Trung tâm thương mại Bắc Sơn vừa khai trương tại Sài Gòn Tourist Plaza, đường Lê Thánh Tôn, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây có đủ các sản phẩm tuyệt vời, tạo nên phong cách riêng của bạn. Bắc Sơn hân hạnh mang đến bạn một thế giới thời trang quốc tế, đáp ứng mọi thị hiếu khác nhau, từ những người trẻ thời thượng đến các gia đình sành điệu. Lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ có những thương hiệu quốc tế nổi tiếng như Levi, Guess, Timberland, Sarion, Post Design, Escada, Soda Kids, Sub Jeans, mang đến bạn nhiều lựa chọn phong phú với chất lượng cao. Mời bạn đến Park Sơn để khám phá và tỏa sáng vẻ đẹp cùng các chuyên gia sắc đẹp và mỹ phẩm quốc tế như Shiseido, Clinique, Estee Lauder với các dòng nước hoa thời thượng nhất cùng các sản phẩm làm đẹp cao cấp và dịch vụ hoàn hảo. Bạn cũng có thể tận hưởng sự thoải mái và sang trọng tại khu vực bán đồ nội thất của chúng tôi. Nơi đây phong phú các mặt hàng nội thất giúp bạn thiết kế nên những phòng ngủ và nhà tắm trong mơ. Sau khi bạn và gia đình đã có một buổi mua sắm thật thú vị tại Bắc Sơn, mời bạn nghỉ chân và thưởng thức các món ngon phong phú ở khu vực ẩm thực, từ phở đến pizza. Riêng các bé chắc chắn sẽ muốn vui chơi thật đã đời tại khu vực trò chơi trẻ em. Tại đây, đảm bảo những em bé khó tính nhất cũng phải thích thú. Park Sơn là một trong những điển hình kinh doanh thành công của Malaysia. Với khởi đầu khiêm tốn vào năm 1987, Park Sơn phát triển bền vững không ngừng và trở thành chuỗi trung tâm thương mại lớn nhất Malaysia, điều hành trên 31 trung tâm thương mại. Vượt ra khỏi biên giới Malaysia, Park Sơn đánh dấu việc mở rộng kinh doanh bằng trung tâm thương mại đầu tiên tại Trung Quốc, nối tiếp bằng hệ thống bán lẻ mở rộng đến tận Tân Cương, Oromche. Ngày nay, Park Sơn Trung Quốc điều hành trên 43 trung tâm thương mại tại hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc. Sao bạn không ghé thăm trung tâm thương mại Park Sơn ngay hôm nay để tận hưởng những buổi mua sắm tuyệt vời nhất? Trên tất cả, chúng tôi hy vọng mang đến bạn một đẳng cấp mua sắm mới, để cuộc sống bạn luôn tốt đẹp hơn. Hai chiều trung tâm thương mại Park Sơn tại Sài Gòn Tourist Plaza.